Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 54. Chuyện trái cây. Tiền thân Pha La. Cây này không khó leo. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một nam cư sĩ giỏi về trái cây. Truyền thuyết nói rằng một điền chủ trú ở Xá Vệ mời chúng tăng với Đức Phật là vị dẫn đầu ngồi trong ngôi giường của mình, cúng dường cháo và bánh xong, điền chủ bảo người giữ giường hãy đưa các tỷ kheo đi bộ trong giường và cúng dường các loại trái như xoài, vân vân. Người làm giường vâng theo lời dặn, đưa chúng tỷ kheo đi bộ trong khu giường, nhìn lên cây và biết trái này còn sống, trái này hơi chín, trái này thiệt chín. Điều gì kẻ ấy nói đều đúng như vậy. Các tỷ kheo thưa với Đức Như Lai: Bạch Thế Tôn, người giữ giường này thật giỏi về các loại trái cây. Đứng dưới đất nhìn lên cây, kẻ ấy biết trái này còn sống, trái này hơi chín, trái kia thiệt chín. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ có người giữ giường này giỏi trái cây, trong quá khứ cũng có những bậc hiền trí giỏi về trái cây. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh vào một gia đình triều phú. Khi lớn lên, làm nghề đi buôn với 500 cỗ xe. Một thời, Bồ Tát đi đến một ngôi rừng rất lớn, đứng ở đầu rừng, họp đoàn người lại và nói: Trong rừng này có những cây độc, phàm gặp những lá gì, bông gì, trái gì mà trước kia các người chưa từng ăn, chớ ăn trước khi hỏi ta. Bọn họ vâng theo lời dặn và đi vào rừng. Đầu rừng có một cửa làng, tại đấy có một cây gọi là cây Kim Pha La. Trái gì? Thân cây, cành cây, lá cây, bông và trái của cây giống như cây xoài. Không những chỉ về màu sắc, hình dáng mà cả về mùi thơm và vị ngọt. Các trái sống và trái chín đều giống như trái xoài, nhưng nếu ai ăn chúng thì giống như thuốc độc, lập tức bị chết ngay. Một số người tham ăn đi trước, tưởng đó là cây xoài, bèn ăn trái. Một số khác quyết định hỏi trưởng đoàn lữ hành rồi mới ăn. Họ cầm trái cây trong tay và đứng chờ. Khi vị trưởng đoàn lữ hành đến, họ hỏi có thể ăn những trái cây ấy không. Bồ Tát biết rằng cây ấy không phải cây xoài, nên nói: Cây hình dáng giống cây xoài này là cây độc, chớ ăn. Sau khi ngăn chặn họ, Bồ Tát làm cho những người đã ăn phải nôn ra và cho họ uống 4 loại mật để chữa họ lành bệnh. Lúc trước, dưới gốc cây này đã có những đoàn lữ hành đến tạm trú ăn những trái cây độc mà họ tưởng lầm là trái xoài và mặn chung. Ngày sau đó, dân làng đi ra thấy những người chết, liền cầm chân họ quăng vào một chỗ kín, lấy tất cả sở hữu của họ với các cỗ xe rồi đem đi. Ngay vào ngày đoàn lữ hành này mới đến, dân làng nghe tin có người trúng độc. Lúc trời mới rạng đông, họ vội vàng đi đến gốc cây ấy và nói với nhau: Các con bò sẽ là của ta, cỗ xe sẽ là của ta, hàng hóa sẽ là của ta. Khi thấy cả đoàn người ấy còn lành mạnh, họ liền hỏi: Làm sao các ông biết cây này không phải cây xoài? Họ trả lời: Chúng tôi không biết, nhưng trưởng đoàn lữ hành của chúng tôi biết. Dân làng đến hỏi Bồ Tát: Thưa bậc hiền trí, làm thế nào ngài biết được? Có 2 điều báo cho ta biết, Bồ Tát đáp. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ: Cây này không khó leo, không xa làng bao nhiêu, do vậy nên ta biết cây này quả không tốt. Sau khi thuyết pháp cho đại chúng, Bồ Tát đi đến chỗ an toàn. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, như vậy thuở xưa các bậc hiền trí cũng giỏi về cây này. Sau khi thuyết pháp thoại này và kết hợp 2 mẫu chuyện, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy đoàn lữ hành là hội chúng Đức Phật, còn người trưởng đoàn lữ hành là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说